SIP và Gatekeeper là hai cơ chế bảo mật cơ bản nhất trên những chiếc máy Mac OS, và Apple thì sẽ luôn bật những tính năng này lên và không cho các bạn cài những ứng dụng bên ngoài vào, những ứng dụng mà Apple cho rằng nó sẽ gây hại cho máy của các bạn. Nhưng mà đồng thời hai cơ chế bảo mật này cũng không cho phép các bạn cài những cái phần mềm không bản quyền vào. Ý mình nói không bản quyền đây là những phần mềm mà chúng ta tải và dùng chùa đấy. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn rất là nhanh thôi cách để tắt Gatekeeper cũng như là SIP đi, để chúng ta có thể cài được những cái phần mềm không bản quyền đó. Lưu ý rằng video này thì mình cũng không khuyến khích các bạn là dùng những phần mềm mà không bản quyền. Nếu các bạn có điều kiện thì các bạn hãy sử dụng những phần mềm có bản quyền để trải nghiệm những tính năng tốt nhất của phần mềm đó. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu video thôi. Mac One số 1 về Mac. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tắt Gatekeeper trước đi, vì quá trình này sẽ thực hiện ngay ở trong phần macOS của máy. Thì khi các bạn bật máy lên, các bạn vào phần Terminal giúp mình bằng cách là các bạn ấn vào phần Spotlight và gõ Terminal, hoặc là phần Terminal nó ngay dưới này này, ở trên máy mình nó hiển thị sẵn rồi. Tiếp đó các bạn hãy nhập câu lệnh mình để ở dưới phần mô tả của video, nó có tên là sudo sptl cách gạch gạch master cách gạch ngang disable. Mình khuyến khích các bạn nên nhập bằng tay để tránh cái việc mà khi các bạn copy nó bị thừa khoảng trống ấy, thì như vậy cũng sẽ làm cho máy không thể nào hoạt động được cái thực thi được cái code này. Nên các bạn chịu khó nhập bằng tay một chút thì cũng rất là nhanh thôi. Rồi lúc đấy các bạn ấn enter. Và khi mà máy hỏi password của các bạn thì các bạn nhập password của máy vào. Lưu ý là khi các bạn nhập vào thì password của chúng ta nó sẽ không hiện trên đây đâu. Các bạn cứ nhập và ấn enter thôi. Khi mà máy đã hiện ra một đống các thứ linh tinh này rồi, lúc đấy chúng ta hãy kiểm tra lại cái tình trạng khi mà máy đã tắt chưa, cái Gatekeeper của máy đã tắt chưa, bằng câu lệnh mình cũng sẽ để ở dưới luôn, có tên là sptl gạch gạch ngang status. Các bạn ấn enter. Khi mà nó có một dòng ghi chữ ở đây là assessment disable, nghĩa là Gatekeeper của bạn đã được tắt thành công. Chúng ta hãy đi đến bước tắt SIP thôi. Để mà tắt SIP thì việc đầu tiên các bạn cần tắt máy đi giúp mình. Để mà tắt SIP thì chúng ta sẽ cần vào Recovery Mode. Đối với những chiếc máy MacBook M1 như mình đang sử dụng ở đây thì các bạn vào Recovery Mode bằng cách bấm giữ nút nguồn, giữ chặt nó khoảng tầm 8 đến 10 giây thì tí nữa mình sẽ thực hiện luôn. Còn đối với những bạn là MacBook đời cũ hơn, trước 2018 đổ về, thì các bạn chỉ cần giữ cái phím Command Option cộng R và các bạn bấm nút nguồn là máy sẽ tự động hiện lên vào Recovery Mode. Đối với những máy 2018 trở về sau này thì các bạn sẽ có thêm phần Secure Boot nữa. Thì thực ra là cái giao diện cách làm tương tự cũng giống nhau thôi, miễn là chúng ta vào Recovery Mode là được. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành vào Recovery Mode trên những chiếc máy M1. Thì mình chỉ cần bấm giữ nút nguồn, nó sẽ hiện là Continue Holding to Startup Option. Để khi nó mất cái chữ Continue Holding thì mình thả tay ra là mình đã vào được Recovery Mode rồi. Trong Recovery Mode của R1, của M1 thì các bạn ấn vào phần tùy chọn và ấn tiếp theo. Thứ ra các phiên bản là máy đời khác thì chúng ta cũng sẽ có cái BIOS nó cũng na ná nhau một chút thôi. Các bạn vẫn sẽ phải nhập tên đăng nhập vào. Nếu mà ở trên những chiếc máy mà từ 2018 đổ lên mà các bạn chưa tắt Secure Boot thì các bạn sẽ cần phải đăng nhập thêm cả cái thông tin password của các bạn nữa. Ở trong phần này thì ở cái giao diện này thì các bạn sẽ nhìn vào phần cửa sổ giúp mình, phần là tiện ích giúp mình, và các bạn bật Terminal trên này lên. Trong Terminal các bạn sẽ gõ cái lệnh CSROUTIN DISABLE. Cái lệnh này thì mình cũng sẽ để ở dưới phần mô tả của video, và các bạn nên gõ tay thì nó sẽ chuẩn chỉ hơn. Các bạn ấn Enter. Chắc mình nhập sai rồi, mình nhập lại. Đến khi này máy sẽ hỏi các bạn là Turning on System Integrity Protection gì gì đó, Require Password, thì các bạn ấn Y nhé. Bởi vì Y là Yes và N là No, các bạn ấn Y là Yes. Và lúc này máy cũng sẽ yêu cầu hỏi password của bạn, cũng giống như là cái cách mà các bạn nhập password thôi. Các bạn cứ nhập thôi, nó không hiển đâu, các bạn ấn Enter. Lúc này thì quá trình này chúng ta cứ phải đợi thôi, đợi cho máy nó chạy xong. Ok, như vậy đã xong rồi. Mình cũng có gặp một số trường hợp khi mà mình tắt SIP đi thì nó sẽ báo là cái bảo mật ở cấp độ của cái chiếc máy của các bạn nó không cho phép các bạn tắt SIP đi. Thì các bạn làm thế nào?
các bạn là mình sẽ thoát khỏi cái terminal này ra và mình sẽ vào phần tiện ích, mình sẽ vào phần tiện ích bảo mật khởi động hệ thống. Mình sẽ vào đây, mình sẽ lựa chọn cái ổ đĩa của mình và ấn vào chính sách bảo mật, và mình sẽ tắt cái bảo mật hạ cấp đi là cái chính xác nhất. Mình tắt bảo mật hạ cấp đi là nó cho phép chức bạn làm chủ hoàn toàn chiếc máy của bạn và không bị giới hạn cái những cái thao tác, những cái quyền của mình khi mình sử dụng máy. Thì đây là đối với chiếc máy M1 thì trường hợp này sẽ gặp rất là nhiều. Còn đối với những chiếc máy mà có gặp trường hợp báo lỗi khác thì các bạn hãy để ở dưới phần comment của video để mình có thể cùng nhau hỗ trợ các bạn nhé. Bọn mình sẽ rep nhanh nhất có thể luôn. Còn các bạn là ok là được. Lúc này khi bạn ok ấy, thì các bạn nhập mật khẩu máy vào và các bạn ok. Khi mà một số bạn khi mà đến cái bước chuyển xuống bảo mật hạ cấp mà nó không báo được hết, các bạn chỉ cần tắt máy đi, bật lại và vào lại bảo mật hạ cấp là chúng ta sẽ có thể lựa chọn được phần bảo mật hạ cấp này rồi. Khi các bạn đã lựa chọn bảo mật hạ cấp xong thì chúng ta khởi động lại máy. Như vậy là xong rồi. Việc tắt Gatekeeper và SIP sẽ là tiền đề giúp cho các bạn cài những phần mềm để hỗ trợ cho các bạn sau này rất là nhiều. Và nếu các bạn thích video này, hãy đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ kênh YouTube của Mark One để chúng mình có nhiều động lực ra thêm video nội dung hay hơn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại thôi. Bye!